Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và Chúa nghe chữa trong nháy mắt. Cảm ơn Chúa. Chị Ngọc Hoa có nhờ chúng tôi cầu nguyện và nói rằng chuyến đi này thì chắc là phải ở lại để chữa bệnh, để giải phẫu tim. Vì van tim mà hở như vậy thì rất là nguy hiểm. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đáp lời cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa vì sự sức giàu chữa lành mà Chúa ngày đặt để ở tại đây trong hội thánh của Chúa. Chúng tôi biết ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được quản lý sự sức giàu đó. Và chúng ta cứ muốn sự sức giàu này cứ gia tăng và tươi mới để chúng ta phục vụ tất cả những người có nhu cầu. Và cảm ơn Chúa. Ở trong những ngày qua chúng ta thấy việc Chúa làm một cách rất là nhanh. Như trong trường hợp của cô Xuân thì chúng ta thấy chị Xuân từ Mississippi đó cũng nghe về công việc của Chúa làm. Và sự đáp lời cầu nguyện cũng như phép lạ Chúa làm tới đây. Chị đã đến với một cái định bệnh của bác sĩ là ung thư trong giai đoạn cuối, thời kỳ thứ tư. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện trong buổi tối thứ ba, Chúa chữa lành cho chị ngay tức khắc. Và chúng ta cảm ơn Chúa, bác sĩ đã xác nhận công việc đó. Lời khen Chúa của chúng ta. Anh chị em có vui khi thấy chúng ta được Chúa ngày sử dụng như vậy không? Một điều khác tôi rất là khích lệ mà tôi muốn chia sẻ trước khi tôi giảng bài giảng hôm nay. Đó là trong tuần, chúng tôi nhận được một cái email của chức vụ ở tại thành phố Houston của chúng ta. Muốn kết nối với chúng ta và mời chúng tôi đến để tham dự một chương trình nhóm đặc biệt. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi nghe trong bản nhắn tin đó, cái điện thư đó, một cái tin tức rất là khích lệ. Đó là có một tiên tri cận đại của chúng ta được Chúa sử dụng với chức vụ toàn cầu, Chuck Pierce. Cách đây 2 tháng, ở trong một buổi nhóm, ông đã nhận được lời của Chúa là sự phục hưng sẽ xảy ra cho thành phố Houston. Cảm ơn Chúa. Chị anh chị em, và Chúa ngài sẽ làm qua người Việt Nam. Ông nói rằng ông không tìm cái điều này. Nhưng mà trong lúc một tôi tới của Chúa đang giảng lời của Chúa, thì Chúa ngài đặt điều đó trong ông và ông công bố thành lời. Anh cảm ơn Chúa. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta nghe lời này trong một cái thời điểm mà chúng ta tin rằng Chúa ngài rất muốn thực hiện. Mà khi Chúa ngài bày tỏ rằng ngài sẽ làm xuyên qua người Việt Nam, thì tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà tôi thì tràn đầy vui mừng. Và cũng thấy một cái trách nhiệm, đó là nếu Chúa làm xuyên qua người Việt Nam, thì nếu chúng ta không đứng vào chỗ sẵn sàng để Chúa sử dụng, thì sự phục hưng có thể sẽ không đến cho thành phố Houston này. Một trọng trách. Và những gì Chúa ngài đã ban cho chúng ta đã luyện tập, chúng ta đã cầu nguyện, chúng ta đã chuẩn bị. Và tôi tin rằng đã đến lúc việc sẽ thể hiện. Ở ít đâu chừng, năm nay đại hội phục hưng của chúng ta với chủ đề là những việc lớn hơn, thì Chúa ngài sẽ tuôn đổ sự hiện diện của ngài đến mức độ sự phục hưng sẽ xảy ra cho thành phố này. Bởi vì chúng ta đã khao khát cầu nguyện, chuẩn bị dọn đường cho sự phục hưng. Chúng ta đã kinh nghiệm cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cho hội thánh của Chúa và người Việt Nam của chúng ta nhiều nơi trên thế giới, tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Bây giờ thì lời tiên tri đó nhắc cho chúng ta về việc Chúa sẽ làm cho chúng ta, mà không phải chỉ cho người Việt, nhưng mà qua người Việt để thành phố này được phước. Rồi dẫn chúng tôi trở lại với 1996, khi có lời tiên tri rằng Houston sẽ kinh nghiệm một cơn chấn động tâm linh, một cơn địa chấn của sự phục hưng lớn nhất trong lịch sử của Bắc Mỹ. Cảm ơn Chúa. Và cùng với trên dưới 300 tôi tớ của Chúa, chúng tôi đã ôm ấp cái tượng này và chuẩn bị, giảng dạy, huấn luyện, đeo đuổi, nhóm lại ở trong những cuộc cầu nguyện thượng đỉnh để chuẩn bị cho ngày này. Và từng hồi từng lúc thấy sự tươi mới đến cho các hội thánh, cho các hệ phái và những điều kỳ diệu của việc Chúa ngài phục hồi chức vụ quyền năng ở trên thành phố này. Nhưng mà tôi tin rằng những điều đó chưa phải là điều mà Chúa cho chúng ta thấy. Sự phục hưng sẽ xảy ra và thành phố này sẽ biết rằng con Đức Chúa Trời ở trên bầu trời này.
và chúng ta là tôi tớ của Chúa, chúng ta đang làm những công việc Chúa ngài sai phái. Amen anh chị em. Trở lại với ao ước sự phục hưng, thì cảm ơn Chúa, năm 1989 khi Chúa ngài kêu gọi các anh chị em trong hội thánh của Chúa VBC Houston Today, trong buổi nhóm Hừng Đông Rạng Đông trong ngày Chúa phục sinh, hãy trở về và dành riêng mỗi tối thứ ba để cầu nguyện cho sự phục hưng. Chúng tôi đã vâng lời làm công việc đó. Và lời cầu nguyện suốt ở trong ba thập niên đó, đó là Chúa xin phục hưng hội thánh của ngài, mà bắt đầu là đời sống của con. Sự phục hưng chỉ xảy ra khi mỗi người trong chúng ta tại đây kinh nghiệm Chúa ngài làm cho đời sống chúng ta sống động trở lại. Rồi chúng ta hợp lại với nhau để trở thành một hội thánh kinh nghiệm sự sống của Chúa, sự hiện diện của ngài mạnh mẽ, rõ ràng đến độ không ai có thể từ chối được. Như chúng ta vừa nghe lời làm chứng của chị Ngọc Hoa, lời làm chứng của chị Xuân, lời làm chứng của cô, của Thomas từ California bay chuyến bay đến đây cũng ung thư trong giai đoạn cuối. Và cảm ơn Chúa, một lời cầu nguyện Chúa ngài nghe và chị trở về California trong sức khỏe. Chúa chữa lành hoàn toàn khỏi chứng bệnh ung thư đó. Và nhiều điều khác nữa mà chúng ta đã nghe việc Chúa ngài làm, để không ai có thể từ chối hết. Và chúng ta sẽ là tiếng nói mà Chúa ngài dùng để nói cho thành phố Houston này, tiểu bang này, đất nước này, Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Vì chúng ta trải qua 5 thập niên đã bị dạy sai của những lẽ đạo từ những bục giảng lớn, giảng rằng Chúa không còn làm phép lạ. Các ân tứ đã qua đi, và Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta cố gắng để giữ niềm tin của mình được vững vàng. Như chúng ta đã suy nghĩ ở trong bài đầu tiên của loạt bài quyền năng để thay đổi này, Chúa làm tất cả, bây giờ đến phiên chúng ta. Một tư tưởng, một lối suy nghĩ sai lầm. Một lối suy nghĩ thứ hai đó là tất cả là việc Chúa làm, cho nên chúng ta khỏi làm gì hết, chúng ta cứ chờ Chúa. Nhưng mà chúng ta được nhắc nhở một lối suy nghĩ, một tư duy rất quan trọng. Đó là mỗi một chúng ta phải để Chúa làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Để bây giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự thay đổi. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta đi sâu vào trong sứ điệp, thì tôi có một câu hỏi đặt ra với anh chị em, đó là có bao nhiêu bạn muốn kinh nghiệm được sự đắc thắng trong đời sống của mình? Có bao nhiêu người muốn giành sự chiến thắng? Cảm ơn Chúa. Ước gì tất cả chúng ta. Chúng ta lâu rồi là người Cơ Đốc nhân Việt Nam, chúng ta đã bị dạy sai vì chúng ta sống với lại cái thái độ khiêm nhường giả tạo. Cơ Đốc nhân chúng ta không thể thắng được, chúng ta phải là những người khiêm nhường. Thắng thì ai đó, chứ còn Cơ Đốc nhân thì chúng ta không thể thắng. Nó thái độ là chúng ta bị ma quỷ nó đánh mình u đầu sức tráng, chạy lại mét Chúa, Chúa ơi ma quỷ nó tấn công con dữ quá, khóc lóc với Chúa, thì đó là điều tự nhiên. Còn một cuộc sống mà chúng ta đắc thắng và chúng ta sẽ quỷ phá công việc của ma quỷ, như Chúa của chúng ta, con của Đức Chúa Trời đến để quỷ phá công việc của ma quỷ, và ngài sai phái hội thánh đi ra để làm công việc đó, thì chúng ta nói không, không phải tôi, không phải hội thánh của Chúa. Không, lời của Chúa bảo chúng ta như vậy. Ở chúng ta thái độ nhường anh đi trước đi, anh thắng trước đi. Như người khác, còn chúng ta thì muốn cầm cờ sau lái. Mình xin Chúa ngài ban phước để ngày hôm nay tư duy của chúng ta sẽ được thay đổi. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết, đó là Chúa muốn chúng ta thay đổi đắc thắng đời sống của chúng ta, để lại những ảnh hưởng lớn ở trên thế giới này. Amen. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 24, sứ đồ Phao-lô nói: anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Đó là lời của Chúa. Chúa muốn chúng ta chạy như thế nào để chúng ta đoạt giải, để chúng ta thắng, để chúng ta về đến đích và đến trước là những người về điểm cuối của chúng ta trong sự đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có ước ao điều đó không? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Amen. Chúng ta hãy cùng nhau nói thành lời: chúng ta chạy để đoạt giải. Chưa nhịp nhàng. Cảm ơn Chúa một lần nữa. Chúng ta chạy để đoạt giải. Chúng ta chạy để đoạt giải. Chúng ta chạy để đoạt giải. Chúng ta để ý tới đây, Phao-lô không nói chạy để chúng ta chỉ được kết thúc
cuộc chạy của chúng ta. Chạy cho vui, chạy để chúng ta nhận được cái cúp là chúng ta có tham gia trong cuộc chạy này. Nhưng mà nói rằng chúng ta chạy để giành chiến thắng, để đoạt giải. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta. Áp dụng trong đời sống tục linh, nhiều người tin Chúa rồi đi nhóm lại, thì cái mục tiêu của họ là làm sao giữ đạo trung tín cho đến chết là đủ rồi. Vì nhiều năm hội thánh của Chúa ở Việt Nam của chúng ta đã dạy con cái của Chúa chi chừng đó. Đó là cố gắng trung tín, giữ đức tin của mình cho đến chết. Như vậy là tất cả. Cho nên con cái của Chúa đi nhà thờ, nhóm lại, sinh hoạt, ráng cố gắng làm sao để mình có thể trung tín đi nhà thờ. Còn tất cả những công việc lớn lạ mà Chúa ngày muốn làm xuyên qua đời sống của chúng ta nói rằng chuyện đó để người Mỹ, chuyện đó để cho người Hàn Quốc, chuyện đó để cho những cuộc phấn hưng ở tại Á Căn Đình v.v. để họ có thể làm công việc đó. Còn chúng ta ráng cố gắng giữ đạo của mình trung tín cho đến chết là đủ rồi. Và khi hỏi gì chứ, có biết chắc là nếu hôm nay mình qua đời thì mình có được lên thiên đàng hay không? Và dạ cũng không biết nữa, chờ cho đến lúc đó mình có thật sự trung tín cho đến chết hay là không? Ước mơ và mục tiêu của đời sống tâm linh của chúng ta quá thấp. Thật ra, đó là điều chúng ta không cần phải ước mơ. Chúa đã làm cho chúng ta rồi. Sự cứu rỗi đã thuộc về chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống. Trung tín cho đến chết không phải là việc của chúng ta mà chính công việc của Đức Giê-xu, bởi vì Ngài hứa và Ngài công bố rằng chiên mà cha giao trong tay của Ngài, Ngài không để mất một con nào. Anh xem có tin điều đó Chúa nói không? Như vậy chúng ta không cần phải lo sợ và chỉ có một cái mục tiêu là trung tín cho đến chết. Công việc của chúng ta tại đây qua lời khích lệ của sứ đồ Phaolô, vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải. Đừng thỏa mãn với tinh thần mình có chạy là được rồi mục sư, vậy là quý lắm rồi. Có nhiều người khuyên tôi là mục sư Khánh, ông giảng ông đẩy con cái của Chúa nhiều quá, mệt quá. Họ còn nói thêm, từ ngày đi nhóm lại trong hội thánh của mục sư, không bao giờ mục sư để cho chúng tôi yên. Mục sư bảo phải làm cái này, làm cái kia, tham dự vào trong chương trình này, tham dự vào trong chương trình kia, và lúc nào mục sư cũng thúc đẩy chúng tôi hết đó. Anh chị em cảm ơn Chúa vì cái gì sống nó phải động. Chết, nó mới yên lặng. Anh chị em muốn yên lặng, chờ ngày mình nằm xuôi tay trong cái hộp đó, thì chúng ta khỏi phải nhúc nhích, khỏi phải sống động nữa. Một ngày nào chúng ta còn sống, chúng ta phải động, chúng ta phải kết quả, chúng ta phải sanh bông trái, chúng ta phải ảnh hưởng. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta được nhắc nhở ngày hôm nay. Nếu Kinh Thánh dạy chúng ta chạy để giành chiến thắng, tại sao có quá nhiều lĩnh vực ở trong cuộc sống chúng ta không thấy được đoạt giải chút nào, không thấy chiến thắng, mà chúng ta cảm thấy như mình là thất bại luôn? Tại sao không cảm thấy chiến thắng ở trong đời sống thuộc linh? Câu trả lời là bởi vì chúng ta đã có một tư duy sai. Bạn cố gắng đến gần Chúa, bạn muốn bước một cái bước tiến ở trong ơn của Chúa, nhưng mà tiến đến một bước thì lại lùi hai bước. Phần sau tệ hơn phần trước. Tại sao chúng ta không cảm thấy đắc thắng ở trong lĩnh vực tài chính? Không cần biết mình đã cố gắng như thế nào vẫn không theo kịp, huống chi là có thể cho vào quỹ tiết kiệm và rời rộng để có thể làm đủ mọi thứ việc lành mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Để tư duy chúng ta sai. Chúng ta rằng cơ đốc nhân đi theo Chúa phải nghèo. Ông mục sư nào mà giảng là đi theo Chúa, Chúa ban cho chúng ta sự phong phú thịnh vượng, tà giáo. Theo Chúa mình phải nghèo, vậy thì thầy của mình đó đã từng tuyên bố là con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ gối đầu. Cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta muốn rằng Chúa Ngài để chúng ta nghèo đến độ không có gối để gối đầu giống như thầy của chúng ta. Nhưng không, lời của Chúa cho chúng ta biết, Ngài vốn giàu nhưng mà trở nên nghèo để chúng ta được giàu trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Không có một công cuộc truyền giảng lớn nào mà không được tài trợ bởi một tài nguyên mà Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên ai đó để làm công việc đó. Đoàn truyền giáo của Phaolô đi thì cũng có những người phụ nữ đi theo. Họ là những người có tiền bạc, họ yểm trợ cho công việc truyền giáo. Đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giê-xu, Ngài để bắt đầu cái chức vụ của Ngài và cái tổng tham mưu nằm ở tại thành Capernaum đó. Đức Chúa Trời Ngài làm một cái phép lạ, Chúa Giê-xu mà làm phép lạ. Lớn đến độ một mẻ cá bắt đến độ hai thuyền chở mà
không chở hết. Thuyền sắp chìm là bởi vì số lượng cá lớn như vậy để tài trợ cho đoàn truyền giáo đi truyền giáo. Nó kéo dài đến 3 năm thánh vụ của Đức Giê-xu, đến giai đoạn cuối chúng ta nhớ khi cái người thủ quỷ nói đến trong túi của, trong quỹ của đoàn truyền giáo chỉ còn có 200 đơ-ni-ê. Chúa chu cấp cho ngài làm việc. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta thay đổi tư duy của mình. Chúng ta sẽ là những người có một đời sống tài chính thật là ổn định, được phước và sẵn sàng để có thể cho ra cho những người xung quanh. Còn lĩnh vực về các mối quan hệ trong đời sống của chúng ta thì sao? Vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái với cha mẹ. Tất cả những điều mà chúng ta muốn trải nghiệm đó là có một mối tương giao thân mật với vợ chồng, tràn đầy tình yêu thương và tin cậy. Nhưng lại thấy hôn nhân của mình nó như là một cái mớ bồng bồng. Hồi xưa nói chuyện với nhau được, bây giờ mở miệng ra là cãi. Rất muốn có sự thay đổi nhưng mà không thấy thay đổi. Chúng ta cố gắng có một tâm tình như Đấng Christ đã có, nhưng sao vẫn luôn vật lộn với lo lắng, không vượt qua được cái cám dỗ của một đầu óc lo lắng. Trong khi Chúa nghe bảo chớ lo phiền chi hết, cũng đừng lo lắng. Khi nãy chị Ngọc Hoa có nhắc, Chúa nghe bảo với chúng ta, nếu những con chim sẻ mà Chúa còn không quên nó, huống chi chúng ta là đắt giá, chúng ta là quý trọng hơn những con chim sẻ đó biết chừng nào. Tại sao chúng ta lại sợ là mình sẽ chết đói, chết khát? Cái lý do chính mà chúng ta sẽ được nhắc nhở ở tại đây trong ngày hôm nay, đó là vì nhiều người trong chúng ta, các bạn đã cố gắng quá lâu rồi. Cố gắng bắt đầu cầu nguyện thường xuyên hơn, mà chỉ là cố gắng. Cố gắng kiên nhẫn hơn với con cái ở trong nhà, nhưng mà chỉ là kiên nhẫn, cố gắng. Cố gắng ngưng trì hoãn. Cố gắng ăn uống điều độ hơn, đi ngủ đúng giờ hơn. Cố gắng bắt đầu tập thể dục. Cố gắng quản lý tiền bạc tốt hơn. Và tất cả chỉ là cố gắng. Tôi chia sẻ với anh chị em một cái sự thay đổi trong tư duy của chúng ta rất là quan trọng. Mà nó sẽ quyết định 5 năm nữa cuộc đời của chúng ta như thế nào, gia đình của chúng ta ra sao, công việc của hội thánh của Chúa như thế nào. Cái sự khác biệt giữa cố gắng và luyện tập. Cố gắng ai cũng cố gắng được. Đòi hỏi một sự hy sinh rất nhỏ và một nỗ lực rất nhỏ. Tôi cố gắng. Nhưng mà thấy cái chỗ nào nó gặp sự khó khăn, đường phi đạo nó bắt đầu nó vòng một chút, khi mình gia tăng tốc độ thì mình bỏ cuộc, hạ máy xuống. Anh chị em, nhiều khi những người phi công cho chúng ta biết rằng cái lúc mà máy bay nó vòng mạnh nhất, tàu bay nó vòng mạnh nhất là khi máy bay của chúng ta sắp cất cánh. Chúng ta nhớ khi xe nó kéo cái tàu bay của chúng ta ra phi đạo, và khi người phi công bắt đầu tống ga để có sức đẩy, thì cái lực hấp dẫn của trái đất kéo trì cái chiếc máy bay đó xuống. Nhưng mà sức tống càng mạnh cộng với lại sức trì xuống, với cái cánh xếp đúng theo như cái góc độ của nó, thì sẽ có một cái lực để nâng cái chiếc máy bay đó lên. Mà lúc máy bay sắp cất cánh được là lúc mà chúng ta thấy máy bay rất là vòng. Anh chị em đi máy bay có nhớ giây phút đó không? Chạy, và khi nó bắt đầu đến cái tốc độ cao hơn sắp sửa thì chúng ta thấy nó vòng rất là nhiều. Những người cố gắng sẽ tắt máy và nói rằng ôi nguy hiểm quá. Nhưng mà cái người có luyện tập, những người phi công đã được huấn luyện biết rằng đây là cái giây phút mà mình phải tống mạnh hơn nữa vì nó sắp sửa sẽ cất cánh. Và khi máy bay nó hỏng mặt đất, bánh không còn ở trên phi đạo, thì chúng ta thấy rằng rất là êm. Chúng ta thấy như là có gì đó nó nhẹ nhàng, bởi vì có một cái sức nâng của cái kết quả của lực tống và sức hút của trái đất đã kéo cái chuyến bay, cái tàu bay đó được cất cánh. Anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta cần phải ngừng cố gắng.
mà bắt đầu luyện tập như sư đồ Phaolô nói. Và tất cả mọi người đều chạy trong cuộc chạy đúng không? Nhưng mà chỉ có một người đoạt giải. Và ông khuyến khích rằng cho nên, bởi vậy, như vậy, chúng ta phải chạy như thế nào để chúng ta có thể đoạt giải được? Xin Chúa cho để chúng ta thay đổi tư duy của mình. Nhưng mà trước khi chúng ta xem xét sự thay đổi của tư duy quan trọng này, chúng ta ôn lại những điều chúng ta đã học. Tuần đầu tiên chúng ta được nhắc nhở thay đổi thực sự và lâu dài không phải là thay đổi hành vi, nhưng mà là một sự biến đổi tâm linh Chúa làm bên trong chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thay đổi hành vi bên ngoài nhưng không để Chúa biến đổi chúng ta từ bên trong, các hành vi đó sẽ trở lại với chúng ta. Nếu chúng ta không thay thế những thói hư tật xấu bằng những cái thói quen tốt, thói hư tật xấu nó sẽ tiếp tục kiểm soát đời sống của chúng ta. Thay đổi thật sự và lâu dài không phải là thay đổi hành vi, mà là sự biến đổi tâm linh để Chúa hành động. Và rồi chúng ta nói đến nhân cách của chúng ta. Tại sao chúng ta làm những việc chúng ta làm? Cũng tư duy nữa. Chúng ta làm việc chúng ta thường làm bởi vì chúng ta nghĩ mình là ai. Nếu chúng ta đã để cho Satan kết quả trong việc đánh gục tinh thần của chúng ta là những người con Chúa, một lần thất bại là cả đời thất bại, thì chúng ta sẽ chấp nhận. Và khi chúng ta chấp nhận theo như ý kiến của ma quỷ, thì chúng ta sẽ hành động và chúng ta sẽ cư xử giống như nó đã vẽ lên trong tâm trí của chúng ta, con người chúng ta là ai. Khi tôi rời trại tị nạn của Indonesia đến Mỹ này, thì tôi đã kinh nghiệm rất là nhiều phép lạ Chúa làm. Ở trại tị nạn, cũng như trên đường vượt biển, Chúa làm phép lạ và cứu sống tôi. Tôi còn sống ngày hôm nay vì cái phép lạ đó. Và hơn 340 người trên chuyến thuyền của chúng tôi được cứu sống là cũng nhờ cái phép lạ đó. Rồi ở trại tị nạn, chúng tôi muốn cất nhà nguyện. Và nhà nguyện ở tại trại tị nạn Ga Lăng ở quần đảo Batam là kết quả của sự đáp lời siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Chúng tôi chỉ có một cái búa, một cái cưa, đi vào trong rừng đốn cây. Nhưng mà đeo đuổi theo cái con suối để tìm những cái cây thẳng đứng và tốt. Đến khi đốn xong đem ra lề đường thì thấy rằng cách cái chỗ mà mình định cất cái nhà nguyện hơn 2 cây số. Làm sao với số lượng của 5-6 thanh niên có thể chuyển số lượng gỗ lớn như vậy về? Chúa đáp lời cầu nguyện. Trong người tài xế chở vật liệu xây cất cho trại tị nạn, ông thay vì xoay chiều xe của mình ở tại một cái chỗ có cái chiều rộng đủ để có thể xoay chiều, ông đi tiếp. Xuống tới cái chỗ thứ hai mà ông có thể xoay chiều được, để gặp một nhóm thanh niên đang đứng tại đó, ông hỏi muốn chở nó về phải không? Chúng tôi trả lời là phải. Ông nó đem lên, chở hết về, khi đổ xuống ở dưới chân đồi để chúng tôi sẽ mang lên để cất nhà nguyện, thì thầy truyền đạo Phan Văn Xuân hỏi với chúng tôi thiếu nợ anh bao nhiêu. Ông nói một cái kẹo chu minh gum có không, móc ra đưa cho ông một cái miếng kẹo chu minh gum. Ông rằng Chúa ban phước trên các bạn. Chúng tôi thấy phép lạ này đến phép lạ khác, nhưng mà đến nước Mỹ này, nhằm cái thời nhà mạc của nước Mỹ này, hội thánh của Chúa không còn tin nơi Chúa nghe làm phép lạ nữa. Nên Chúa nghe có sử dụng chức vụ của bà Catherine Kuhlman để viết một cái quyển sách Thượng Đế còn làm phép lạ đó. Bởi vì người ta không tin nơi Chúa nghe còn làm phép lạ nữa. Khi bác sĩ Tống Thường Tiếp từ Trung Quốc đi qua đây để đi học, vào ở trong trường Kinh Thánh, người ta không tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng nữa. Đi học trường Kinh Thánh, cuối cùng ông đem triết lý của Đông Phương, ông viết sách, ông dạy cho họ. Con mục sư nha. Cho đến khi ông lang thang ở trên đường phố, thấy một cái nhà thờ. Ở trong đó có một thiếu nữ, có một đứa con gái nhỏ ở trên đó. Ông vào, cầu nguyện thì cô này cầu nguyện cho ông. Ông được Chúa nghe thăm viếng. Ông trở về, ông đốt hết tất cả những sách mà ông đã viết để dạy cho các giáo sư của trường thần học ở tại Mỹ này. Họ nói thằng này nó điên rồi. Họ cho vào nhà thương điên. Và trong đó có cơ hội đọc đi đọc lại hết cả cuốn Kinh Thánh nhiều lần.
Và Chúa sử dụng ông để trở về và làm sứ giả phục hưng cho Trung Quốc. Cảm ơn Chúa vì có sự can thiệp của Chúa, bằng không ông đã bị dạy sai như tôi đã bị dạy sai. Và trong Kinh Thánh học thì người ta nói rằng cái thuyết gọi là đã dừng lại, đã không còn nữa, cessationalism. Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ, ân tứ không còn nữa, đã qua đi trong thời của các sứ đồ. Khi sứ đồ Giăng viết chữ cuối cùng của sách Khải Huyền thì tất cả các ân tứ đóng lại, bởi vì sự trọn lành đã đến. Họ giải nghĩa sự trọn lành mà Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nói, đó là khi Kinh Thánh được hoàn tất. Nhưng mà Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nói sự trọn lành đó là chính Đấng Christ. Cái ngày mà Ngài đến thì chúng ta còn cần gì để nói tiếng lạ, cầu nguyện trong tiếng lạ, vì chúng ta gặp Chúa, chúng ta nói chuyện trực tiếp được rồi. Nhu cầu gì nữa để cần nói tiên tri, bởi vì mọi việc đã sống rồi. Cảm ơn Chúa. Trong cái bối cảnh của cái môi trường đã bị dạy sai như vậy, cộng thêm nghe một mục sư rất là nổi tiếng ở Mỹ này, mà trong 4 thập niên tôi sống ở, hơn 4 thập niên sống ở tại Mỹ này, ông và một vài người nữa giảng trong tất cả các đài phát thanh của nước Mỹ này. Một ngày kia từ trường về để mở hội thánh, tôi nghe một bài giảng của ông. Ngày xưa khi người ta sức dầu cầu nguyện cho người bệnh, tại vì trong thời đó người ta tin rằng dầu ô liu trị bá bệnh, chứ không có quyền nhiệm gì trong vấn đề. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão đến. Trưởng lão nên danh Chúa sức dầu cầu nguyện, lời cầu nguyện bởi đức tin Chúa sẽ đỡ vậy. Không không không, tại vì hồi đó người ta tin dầu ô liu trị bá bệnh, kiểu giống như người Việt Nam chúng ta tin dầu nước xanh đó anh chị em. Cái gì cũng trị được hết, nhức đầu chấm chấm, quẹt quẹt trên bàn tang đó, vậy là lành rồi đó. Buồn nôn hay là đau bụng nhỏ một vài giọt chung, dòng nước xanh trị bá bệnh. Trong những năm đầu khi tôi về Việt Nam, thấy các mục sư tại Việt Nam cầu nguyện cho con cái của Chúa, nhưng mà không có dầu giống như chúng ta bên này. Chính sĩ dòng nước xanh ra chấm chấm cầu nguyện. Tôi nói đừng sử dụng cái dòng nước xanh, bởi vì người ta tin dòng nước xanh nó trị bá bệnh, nó sẽ được vinh hiển khi Chúa ngày chữa lành cho người ta. Chơi bỏ. Và tôi khuyến khích anh chị em tìm vào trong những siêu thị, mua bao nhiêu dầu ô liu có thể có được, đem về đây tôi sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và biệt riêng số lượng dầu này để chúng ta sức dầu cầu nguyện cho người bệnh. Các bạn tới Chúa sức dầu nước xanh, còn có một bà mục sư và sách hữu dụng cọc là đó nữa chứ. Quẹt quẹt trét trét ở trên đầu nhà, tôi nói ô bà mục sư đừng có làm như vậy. Người ta tin là cái dầu cù là đó nó chữa lành cho người ta, dầu nước xanh nó chữa lành cho người ta. Và khi nghe vị mục sư đó giảng như vậy, anh chị em, tôi rất là thần tượng ông lúc đó. Rất là quý cái chức vụ của ông, bị ông giảng trên nhiều đài phát thanh ở tại Mỹ này. Thì tôi bắt đầu để cho ma quỷ nó thuyết phục. Tôi thờ phượng phục vụ Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng mà bây giờ Ngài không làm nữa. Cho nên có thể giảng cho mọi người, Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng, nhưng đừng hòng tin Chúa làm cái gì nữa, bởi vì Chúa không còn làm phép lạ nữa. Chúng ta ơn Chúa. Rồi một ngày, bởi sự khao khát của sự phục hưng, chúng tôi đã kinh nghiệm ơn của Chúa ngày tuôn đổ. Người bị bình nước của xe bị quá nóng, mở nắp bình radiator tạt nước vào, phỏng từ đầu xuống đến chân. Trên đường đi bệnh viện, da đã phồng lên hết rồi. Khi thấy núi cầu nguyện, họ xoay chiều xe và chạy vào. Cảm ơn Chúa tôi được ở trong cái bầu không khí đó, tại điểm núi cầu nguyện đó. Khi chúng tôi một số các mục sư đặt tay trên thì ngay trước mắt chúng tôi, các vết phỏng mà đã dột lên và đã có bọng nước rồi đó, nó xẹp xuống và nó biến mất. Một phụ nữ đã giải phẫu mất hai cái ngực của mình và chỉ độn chất silicon. Đức Chúa ngài làm phép lạ và có một cái bộ ngực mới hoàn toàn và có sữa để cho con của mình bú. Một người bị chấn thương cái đầu gối của mình to hơn hai bàn tay của tôi ôm giáp được. Tôi đang cầu nguyện thì nó xẹp dần đến độ bàn tay của tôi, hai bàn tay của tôi có thể ôm được cái đầu gối đó. Thai nhi, bác sĩ làm ultrasound thấy có một cụ bú rất lớn ở trong đầu, mà bác sĩ đã đề nghị là phải phá cái thai nhi này. Nhưng mà người mẹ yêu mến Chúa và người chồng đã đến đội cầu nguyện, và tại đó chúng tôi cầu nguyện.
Thì cảm ơn Chúa, 3 tuần sau bé chào đời, không có khối u nào. Cảm ơn Chúa. Người mẹ mà đã bị ung thư và cắt hết 2 cái ngực của mình, cảm thấy nó lạ là ngực của mình sao nó ra cái chất nước gì vàng vàng, chạy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ nói, cô có cái gì phải lo, cô đang có mang, sắp sửa có con. Thì cái hiện tượng rất là thường xảy ra là cơ thể của cô đang chuẩn bị một loại sữa đặc biệt cho bé sơ sinh. Cô nói, bác sĩ không biết, năm tôi 18 tuổi tôi bị ung thư ngực và nó ăn lan vào đến xương. Bác sĩ đã cắt và cạo hết. Ông nói, tôi không biết cô nói cái gì, nhưng mà tôi khám và x-ray cho biết là cô có 2 cái ngực hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Và chất sữa đó được tạo nên để cô chuẩn bị cho con của mình bú. Anh chị em, tất cả điều đó nó thay đổi. Và Chúa Ngài đã kích hoạt ơn cầu nguyện chữa lành từ đó. Và tôi đã làm một cái công việc mà tôi khuyến khích anh chị em ngày hôm nay. Đó là chúng ta đặt một mục tiêu. Với khải tượng Chúa Ngài cho, tôi sẽ là người đi và phân phối sự chữa lành của Chúa cho nhiều người. Và có một cái mục tiêu là cầu nguyện chữa lành một cách rất là hiệu quả. Thì tôi đã thay đổi cái tư duy từ chỗ thử cầu nguyện. Vì trước đó tôi thử cầu nguyện cho những người đau ốm thì họ không được lành mà họ chết hết. Đến lúc mà khi có ai đến mà nói, mục sư ơi, tôi cần được sự chữa lành, tôi sợ lắm. Bởi vì những lần trước mình cầu nguyện họ chết chứ họ không được lành. Cho nên tôi đeo đuổi. Và sự khác biệt anh chị em là tôi không còn cố gắng cầu nguyện cho những người đau ốm có kết quả nữa, mà tôi tập luyện như thế nào để có thể cầu nguyện một cách hiệu quả. Ở đây là sự khác biệt rất là lớn. Ở những người chủ gia đình có mặt ở tại đây, đừng cố gắng tạo một gia đình hạnh phúc nữa. Vì cố gắng nó đòi hỏi một cái sự hy sinh rất nhỏ. Tôi cố gắng nhưng mà không thành, không có kết quả, tôi đầu hàng bỏ cuộc. Hãy chuyển từ chỗ cố gắng của mình sang chỗ luyện tập như thế nào để mình trở thành một người chồng lý tưởng, một thầy tế lễ cho gia đình của mình như Chúa Ngài đã định, và hướng dẫn vợ con của mình trong con đường tin kính Chúa. Đừng cố gắng nữa, nhưng mà hãy luyện tập để trở nên người chủ gia đình đúng theo ý của Chúa. Tất cả đều ở trong cuộc chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Vì vậy, xin Chúa cho tất cả chúng ta phải chạy như thế nào để chúng ta sẽ đoạt giải. Đời sống tâm linh của chúng ta, cái kết quả và cái giải thưởng mà Chúa Ngài ban cho chúng ta đó, là những kết quả chúng ta thấy trên đời sống của những người chúng ta phục vụ, chúng ta hướng dẫn. Chúng ta được nhắc nhở lý do thuộc linh tại sao chúng ta phải có một thân thể khỏe mạnh. Vì chúng ta là đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự. Và chúng ta làm sáng danh Chúa qua thân thể của mình nữa. Chúng ta quản lý tài chính cách tốt hơn, không phải để chúng ta có nhiều tiền hơn, nhưng để trở nên người quản lý tốt những gì Đức Chúa Trời Ngài giao phó trong tay của chúng ta. Để chúng ta có thể rời rộng hơn trong cách giúp đỡ những người lân cận khi họ có nhu cầu. Để chúng ta đã nói đến những việc thuộc linh, chúng ta nói đến những thói quen tốt, thánh, để trở nên người Chúa muốn. Chúng ta không muốn sống với con người chúng ta nghĩ mình là ai, ma quỷ nói mình là ai. Chúng ta sống và muốn trở nên con người mà Chúa nói chúng ta là ai. Chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua. Chúng ta được Chúa Ngài gọi chuộc về, sức giàu, ban ơn, sai phái chúng ta, để chúng ta đi ra và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta là ánh sáng của thế gian, chúng ta là núi của đất. Chúng ta là một cái thành được cất ở trên đồi cao, không gì có thể che khuất được. Đó là những điều mà Chúa Ngài nói về chúng ta. Nhưng cố gắng sẽ không đem đến thành công. Nó phải có sự luyện tập. Và chúng ta đã được nhắc nhở ở trong tuần rồi, dựa trên con người chúng ta muốn trở thành, chúng ta cần bỏ những thói quen nào. Hôm nay chúng ta sẽ nói bằng cách nào chúng ta có thể thay đổi.
Tôi giới thiệu với anh chị em một tư duy mạnh mẽ tại sao chúng ta đã thất bại, không thể chiến thắng được. Lý do là bởi vì chúng ta đã cố gắng quá lâu rồi. Đã đến lúc chúng ta ngừng cố gắng và bắt đầu tập luyện. Phaolô viết cho người ở tại thành Corinto ở trong cái hình ảnh của những người tranh tài chạy để thắng. Ở thành phố Hy Lạp thì họ tổ chức 4 năm một lần cái Thế vận hội hay là Olympic. Và tại địa phương thì họ cũng có một cái trò chơi Isthmian. Trong trò chơi đó họ có cuộc đua xe ngựa, đấu quyền anh, đồ vật. Và người Corinto đã hiểu những điều sứ đồ Phaolô nói. Chúng ta cùng xem ở trong Corinto thứ nhất chương 9. Bây giờ thêm các câu khác nữa từ câu 24 đến 27. Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải? Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu như vậy để được mão miệng hay hư nát. Ngày xưa cái vương miệng, cái mão miệng mà họ đội cho những người tham dự Olympic là cái mão kết bằng lá. Họ kết xong họ đội lên đầu liền. Mấy ngày sau cái lá nó héo. Đó là những cái mão miệng hay hư nát. Để mà người ta bỏ thì giờ tập được để chạy cho được, đoạt được cái giải đó. Còn chúng ta, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miệng không hay hư nát. Cũng vậy tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích. Tôi đánh chẳng phải là đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng? Cho tôi biết những người tham dự vào trong Thế vận hội, họ phải dành rất là nhiều thời gian để luyện tập. Không ai mà sanh ra một cái, cầm một cây sào chạy một cái lúc thì có thể nhảy qua một cái xà ngang cao như vậy. Không ai mới sinh ra tự động có thể chạy và nhảy một cái thì có thể nhảy một cái đoạn xa như vậy. Tất cả đều phải có luyện tập. Trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng giống như vậy. Không phải qua đêm mà tôi có thể đặt tay công bố sự chữa lành của Chúa thì người ta được lành. Trước đó tôi cố gắng và không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi tôi quyết tâm là mình phải luyện tập. Thứ nhất, đời sống cầu nguyện của mình phải thật linh nghiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Mình xin Chúa đáp liền ngay tại chỗ. Cho nên chúng tôi đi vào trong sự kiên ăn cầu nguyện. Trong tinh thần của Esai 58, khi ngươi cầu ta ứng và trả lời, có ta đây. Chúa đáp lời cầu nguyện. Kiên ăn đẹp lòng Chúa là để tháo xiềng hung ác, mở những ách trói, để mặc cho những kẻ trần truồng. Kiên ăn luyện tập để được Đức Chúa Trời sử dụng để có thể giải cứu những người đang bị ức hiếp. Kiên ăn để có thể kinh nghiệm được đời sống cầu nguyện của mình và cuộc đời của mình như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô. Anh chị em, nếu tôi cố gắng chỉ làm thì có thể nó có kết quả một hai trường hợp đó. Nhưng mà không. Ba thập niên rồi, Chúa cho luôn kết quả. Và mỗi một giây phút thì Chúa dường như Ngài đang làm những việc lớn hơn, nhanh hơn. Trước là người ta bệnh được chữa lành. Trong các năm gần đây tật cũng được chữa lành. Vì chuyên tâm luyện tập. Điều này dắt chúng tôi đến một số những vấn đề để chia sẻ với anh chị em ở trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 7 câu 8. Hãy tránh xa những chuyện quan đường, phàm tục, chuyện bịa của các bà già. Nhưng hãy tự luyện tập lòng tinh kính. Đời sống tinh kính của chúng ta cũng cần được luyện tập đó. Nãy giờ có những người thiêng liêng ngồi đây, bữa nay một sư Khánh sở chuyện này, có vẻ nó lý trí á. Có cái gì mà có luyện ở trong đây nữa? Có đó anh chị em. Nhưng hãy tự luyện tập lòng tinh kính, vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tinh kính ích lợi mọi mặt. Vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Như vậy chúng ta thấy ở đây, chạy như thế nào để đoạt giải? Và lời của Chúa của Ngài, hãy tự luyện tập lòng tinh kính. Sự khác biệt giữa những người cố gắng ao ước mình được thay đổi
và những người luyện tập để trở nên những người được thay đổi hoàn toàn. Được ơn để quản lý các thứ ơn của Chúa. Sự khác biệt giữa cố gắng và luyện tập. Cố gắng là thử thay đổi với cam kết tối thiểu. Thường thì nỗ lực nửa vời. Vì chúng ta đã tự cho phép chúng ta thất bại. Là chúng ta cho mình một cái lối thoát. Tôi cố gắng. Tôi đã cố gắng hết sức của mình. Nhưng mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì lời của Chúa không nói hãy cố gắng trở nên người tốt. Không. Nếu bạn đang cố gắng thay đổi với cam kết tối thiểu, hãy chấm dứt. Và mọi người trong chúng ta cần luyện tập. Luyện tập là sự cam kết toàn tâm, toàn ý để đạt được một kết quả cụ thể. Sự khác biệt là khi bạn đang cố gắng. Bạn sẽ tiếp tục thấy cùng một kết quả. Thì chúng ta cố gắng. Tôi cố gắng năm nay tôi sẽ đọc hết Kinh Thánh. Và đây là lần thứ 20 mấy rồi. Chưa bao giờ đọc xong Kinh Thánh. Tôi cố gắng để có một đời sống cầu nguyện gần gũi thân mật với Chúa hơn. Ước ao này không biết lặp lại bao nhiêu lần rồi. Và bây giờ câu hỏi nếu thinh linh mục sư Khánh đến và nói anh chị cầu nguyện cho người này có nhu cầu. Mục sư gọi người khác đi, tôi làm sao biết đây cầu nguyện. Có những người tôi thinh linh mời chia sẻ lời của Chúa. Mục sư tôi làm sao chia sẻ lời của Chúa được. Tôi nói đi với Chúa bao nhiêu năm nay mà không có được một sứ điệp để chia sẻ cho người khác. Ông thầy mục sư chưa huấn luyện em. Huấn luyện để mình có thể tiếp tục soạn bài, để có thể chia sẻ lời của Chúa tuần này sang tuần khác, năm này đến năm khác. Nhưng tất cả mỗi chúng ta đều có ít nhất một sứ điệp trong chúng ta. Càng bước đi gần gũi với Chúa chừng nào chúng ta càng có nhiều sứ điệp chừng đó. Những điều Chúa đã làm cho cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái sứ điệp để chúng ta chia sẻ. Nó có thể là không có gọt giũa một cách sắc bén như chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã làm công việc này 4 thập niên rồi. Nhưng mà anh chị em phải có sứ điệp. Đi với Chúa mà mình không có kinh nghiệm Chúa là bởi vì mình cố gắng chứ không phải là luyện tập. Khi chúng ta luyện tập, chúng ta phải có những thiết bị. Người mà luyện tập chạy thì họ phải mua giày đúng. Tôi nhớ khi còn ở tại Sagebury, nhà cũ của chúng tôi, thì không có cái lối đi nó rất là chật hẹp, mà cái khung cảnh nó không có cái gì gọi là cảm thấy thoải mái mát mẻ, toàn là nhà san sát. Rồi đến khi Chúa cho được phước của Chúa qua căn nhà mới thì vùng Pearland nó có cái lối đi rộng hơn, và chúng tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho các cháu thương cha mẹ và muốn cha mẹ có sức khỏe tốt. Cho nên nó tặng cho những đôi giày. Nó nói trên đời này có cái loại giày mà nó êm như thế này à. Chúng tôi đi từ chỗ mua giày ở Walmart đó anh em. Hồi đó nhà tôi với các con nói rằng ba đi mua đồ đó là đồ thượng hạng. Ba mới mua mà thượng hạng của Walmart. Chứ giày mình đi, mình chạy một lúc đó là nó phồng chân, nó đau chân. Muốn chạy, chúng ta phải trang bị giày cho nó tốt. Chúng ta chuẩn bị quần áo cho nó tốt. Chúng ta phải có đồng hồ, có mũ, có bình nước, có những cái trang thiết bị cần thiết để chúng ta có thể chạy hoặc là đi bộ một cách tốt đẹp. Nhà tôi trước khi tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng để đi bộ, nhắc, có tha sunscreen không? Kem chống nắng không? Tại vì khi tôi sang Malaysia làm bắp em cho trên 800 em một lần đó, từ 9 giờ sáng và cho đến 5 giờ chiều, về mặt nó nám hết. Thứ nhất là nó ở dưới biển, làm bắp tem cho các em ở dưới biển. Cái thứ hai là không có vợ bên cạnh để nhắc là sức kem chống nắng. Cho nên kể từ đó là đi ra khỏi nhà là nhà tôi, sức kem chống nắng chưa? Chúng ta cần những cái trang bị như vậy để chúng ta có thể luyện tập và chúng ta đi trong một thời gian dài. Thì mục tiêu của chúng ta là muốn sức khỏe tốt. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải có kế hoạch.
mình định đi bao xa một ngày, đi bao lâu, và mình cần phải có những gì cần thiết để có thể thực hiện. Cảm ơn Chúa. Khi tôi luyện tập để trở nên người cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật một cách kết quả, tôi bắt đầu đọc những tài liệu của những người có ơn ở trong công việc đó. Khi Chúa thăm viếng trên Hội Thánh năm 1999 thì chúng tôi bắt đầu thấy người ta được chữa lành. Nhưng mà tôi muốn rằng mỗi ngày thì mình sẽ thấy cái tỷ lệ phần trăm nó sẽ là cao hơn mỗi ngày. Nên chúng tôi luyện tập. Chúng tôi đọc những tài liệu. Tôi về Việt Nam, tôi sắm một cuốn từ điển, những danh từ chuyên môn về y khoa. Tôi nhớ một anh em mua tặng cho tôi, vì tôi biết người này trước đi, đây có đi học trường y khoa. Viết ở trong này, quyển sách này có 5.000 từ y khoa. Nhưng mà em chúc để mục sư sẽ là người trong thẩm quyền thuộc linh có thể truyền lệnh để 5.000 chứng bệnh này có thể được chữa lành ngay tức khắc. Nhưng mà đó họ luyện tập. Tôi nghiên cứu để xem khi một người họ đến và chia sẻ, mục sư xin cầu nguyện cho em cái bệnh này. Thật sự là tôi phải xây qua tìm để coi ai là người có thể giải thích cái bệnh này, những cái triệu chứng của nó ra sao để mình đánh tận gốc rễ. Và cảm ơn Chúa, nhờ cái cuốn từ điển đó, chúng tôi nghiên cứu và đã thực hiện một cái tài liệu gọi là Trường Chữa Lành. Phần sau có một số lớn những cái chứng bệnh mà chúng tôi thường gặp. Và cảm ơn Chúa, kể từ đó, nói cái bệnh gì là chúng tôi có thể đánh tận gốc. Thì tôi tin rằng những gì bác sĩ có thể sử dụng phương tiện y khoa để trị bệnh, chúng ta có thể sử dụng danh và quyền năng của Đức Chúa Giêsu để chữa lành cho người ta. Cần phải luyện tập. Ủa, cầu nguyện chữa lành, cầu nguyện cũng luyện tập không? Có chứ. Các môn đồ không xin Chúa nghe làm cái gì hết, nhưng mà xin thề dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Có chứ. Luyện tập, những điều tinh kính chúng ta cần phải có. Và chúng ta phải chuẩn bị những gì cần thiết để chúng ta có thể có được. Nếu chúng ta muốn có một đời sống tĩnh nguyện tốt đẹp ở trước mặt Chúa, điều đầu tiên cần phải có cuốn Kinh Thánh. Phải làm quen với cuốn Kinh Thánh đó, phải không chị em? Chứ không phải là sáng Chủ Nhật tóc hết nhà cửa của mình lên đi kiếm cuốn Kinh Thánh. Tại nghe mục sư Khánh nói rằng mình phải có Kinh Thánh, mình đến nhà thờ phải ôm Kinh Thánh, tìm nó được phải phủi bụi trước khi em đi, bởi vì nó đã bị lãng quên. Mà quyển Kinh Thánh nó còn mới tinh nữa. Anh chị em, tôi thường nói và nhắc anh chị em, nhìn cuốn Kinh Thánh của một người, chúng ta có thể biết cuộc đời của người đó ở trong mức độ nào. Nếu nó còn nguyên thì cuộc đời đó là cuộc đời gãy đổ. Mà quyển sách mà chúng ta thấy sờn rách thì cuộc đời nó là một cuộc đời rất là lành lặn, bởi vì họ đã yêu mến lời của Chúa và chuyển vào đời sống của mình. Cho nên đừng tưởng tôi là ôm cuốn Kinh Thánh mới là mục sư Khánh ông để ý ông nói, ô, người này thiêng liêng lắm mà ôm cuốn Kinh Thánh mới. Mới mà lật cái trang đó còn nó còn dính lại đó anh chị em. Thì cái đó nó sẽ lộ ra cho biết là chúng ta là người cố gắng chứ không phải là người có kế hoạch luyện tập. Cần có một cuốn sổ tay để ghi xuống những gì Chúa ngài dạy dỗ, ngài hướng dẫn chúng ta trong thời giờ chúng ta đọc lời của Chúa và cầu nguyện. Chuẩn bị một cái viết, một cuốn sổ tay mà chúng ta từng gọi là cái cuốn sổ tay thuộc linh. Sau này nó trở nên một cái tư liệu rất quý bởi vì những điều chúng ta học từ Chúa. Sau này mà được Chúa kêu gọi đi hầu về Chúa thì những ý tưởng để có thể triển khai trở nên những sứ điệp nó ra từ cái cuốn sổ tay riêng đó của mình với Chúa. Và cần những cái băng nhạc, những cái đĩa của nhạc thờ phượng. Chúng ta muốn một không khí thuộc linh của chúng ta đầy sự hiện diện của Chúa, đấng hứa rằng ngài ngự giữa tiếng hát ngợi khen của tuyển dân của ngài. Cảm ơn Chúa. Cần phải có những trang thiết bị. Thứ hai, chúng ta cần tạo một kế hoạch. Không chỉ ước mơ, cố gắng, mà một kế hoạch hẳn hoi. Nếu Chúa
Ngài đã bày tỏ và bạn muốn trở nên người Chúa đã bày tỏ bạn là ai. Thì chúng ta phải làm những việc gì? Luyện tập như thế nào để chúng ta trở nên con người đó? Cá nhân tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho một cái khải tượng qua một người bạn. Năm 1983 khi tôi cầu nguyện là Chúa mùa hè này, con sẽ dành thời giờ ở đâu? Con không muốn đi làm cho công ty hay làm bên ngoài nữa vì con đã dâng cuộc đời để hầu việc Chúa. Thì có một số những cái địa điểm kêu gọi mời chúng tôi đến để giúp đỡ cho Thánh Kinh mùa hè có những cái mùa vụ có người Việt Nam. Nếu chúng tôi cầu nguyện thì Chúa cho là Houston sẽ là nơi mà chúng tôi phục vụ. Tôi phân bua với Chúa là Chúa, khi con rời thành phố Houston, khi xe của chúng con chạy qua cái cây cầu tại Ombo, Texas, con đã nhìn lại khi người ta để cái bảng là You Living City Houston Limit, tôi say lại là Goodbye Houston, không bao giờ muốn gặp lại. Tại sao? Vì tại thành phố này, cuộc sống của tôi trước khi đầu phục Chúa một cách trọn vẹn, để lại những lời làm chứng không có tốt. Và cảm ơn Chúa. Chúa bày tỏ ra con về Houston. Và cú điện thoại đầu tiên mà con nghe đó là chỗ mà ta muốn con phục vụ. Và khi tôi chia sẻ điều đó, người bạn của tôi nói rằng ô, Chúa cho tôi thấy một ngày người ta sẽ nghe anh giảng và muốn thấy anh thì người ta phải bỏ ông giờ mới nhìn thấy. Một chức vụ được Chúa Ngài dùng và đến lúc sẽ là có những truyền giảng lớn đông người. Tôi giữ những điều đó trong lòng. Và Chúa Ngài bày tỏ ra những việc xảy ra trong hội thánh của Chúa. Với khải tượng, mình sẽ là sứ giả phục hưng. Mình sẽ là người được Chúa Ngài sử dụng để đem lại sự cứu rỗi, biến đổi trên nhiều cuộc đời. Những bài giảng sẽ được nhiều người nghe và đời sống của họ sẽ được thay đổi. Ông khải tượng sẽ thành lập một cái gia đình mà gia đình kiểu mẫu. Một gia đình bày tỏ đúng theo ý nguyện của Giô-suê, ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Ông khải tượng hôn nhân sẽ tràn đầy phước hạnh của Chúa để làm nguồn phước và khích lệ cho nhiều cuộc hôn nhân khác. Và chúng tôi đã luyện tập để thấy được những khải tượng này thành hiện thực. Đã nói về phước hạnh của sự chữa lành rồi, gia đình. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi có một cái ước mơ và biến nó trở thành hiện thực. Bởi vì những năm đầu tôi đến Mỹ, cũng như khi tôi sinh hoạt ở tại Việt Nam, một trong những điều làm cho tôi bỏ nhà thờ, bởi vì tôi thấy chức vụ của các mục sư khổ quá. Mà con của họ đó thì oán trách Chúa và oán trách hội thánh. Cho nên tôi có một cái ý niệm là con làm cu li gác mướn ở bến tàu, con cũng sẵn sàng làm, đừng gọi con làm mục sư. Vì tôi thấy con cái của mục sư và gia đình của mục sư khổ quá. Hội thánh của tôi, bà nội của tôi là người tiếp tế cho chức vụ của người hầu việc Chúa. Cứ 2 tuần là bà gọi tôi đến, Khánh à, con vác cái bao gạo này vô trong nhà thờ cho ông mục sư. Vác bao gạo vô, ông cảm ơn Chúa, tôi đứng đó, tôi nói, tôi là người vác, đổ mồ hôi, sao ông không cảm ơn tôi mà, cảm ơn Chúa. Bởi vì ông cầu nguyện với Chúa. Chiều đó là gia đình không còn một hạt gạo nào để nấu cháo, đừng nói là nấu cơm. Chúa tiếp trợ kịp thời. Nên tôi nói rằng, nghe nói cái chức vụ hầu việc Chúa là cọp nó cũng chạy vô trong rừng rồi, chứ đừng có nói là người. Cho nên khi đáp lại với sự kêu gọi của Chúa, ước mơ của tôi là một chức vụ để những người trẻ, họ sẽ nhìn thấy rằng mục sư hầu việc Chúa là một cái phước hạnh lớn nhất trong tất cả những công việc mà con người có thể làm ở trên đất này. Và con cái sẽ rất là hãnh diện để đến nói với ba rằng, ba ơi, con được Chúa kêu gọi để làm người hầu việc Chúa. Tôi đeo đuổi điều đó. Rằng lại Chúa, con có thể thất bại trong cái việc làm việc này, việc kia bên ngoài, nhưng đừng để con thất bại trong việc nuôi dưỡng và hướng dẫn một gia đình tin kính Chúa. Cái ngày mà con vui nhất là ngày mà các con của con sẽ đến và nói rằng, thưa ba, hôm nay con đã tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống. Và vui hơn nữa là ngày mà trong những người con của tôi sẽ có những đứa đứng lên và nói rằng, thưa ba,
con đáp lại sự kêu gọi vì Chúa gọi con bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa. Và tôi đặt một cái thước đo và tôi nói ở trong lòng của mình, nếu cái ngày đó mà nó xảy ra mà tôi nói rằng con ơi, đừng nghĩ đến chuyện hầu việc Chúa, cực lắm, khổ lắm, thì chức vụ của tôi nó đang khô hạn và tôi đang cài đắng với Chúa. Nếu tôi vui mừng và nói rằng ô cảm ơn Chúa vì Chúa đã gọi con và cuối cùng con đã đáp lại tiếng gọi của Ngài, tôi vui mừng vì cái thông báo đó, thì tôi biết rằng chức vụ tôi đang tươi mới trong Chúa. Luyện tập như thế nào để mình có thể hướng dẫn một gia đình như vậy mà nó có thể xảy ra? Anh chị em nói ô thì mục sư có nhiều điều kiện, mục sư là mục sư. Không, điều kiện của chúng tôi thấp hơn của các anh chị em rất là nhiều. Anh chị em có bao giờ trải qua những ngày mà nhà của mình không còn một giọt sữa cho con của mình, cái tủ lạnh chỉ có một cái thùng nước thôi? Anh chị em có rất là nhiều điều kiện. Con cái của chúng ta cũng có thể trưng dưỡng nó để nó lớn lên, nó trưởng thành ở trong Chúa, bởi vì chúng ta làm gương cho nó. Hỡi những người cha, đừng chỉ cố gắng và ao ước rằng con của mình nó sẽ đọc kinh thánh, nó sẽ cầu nguyện, khi nó không thấy chúng ta làm gương cho việc đó. Sáng nay một sư xem có chia sẻ, đang ngồi ôm con cho con bú, nhìn qua thấy cuốn sách vợ mua để ở bên bàn kế bên cạnh, vừa cho con bú vừa lật ra. Chúa chuẩn bị cho sứ điệp ngày hôm nay, Chúa cho có một câu của tác giả: nếu bạn không làm gương cho con của mình thì đừng mong nó sẽ làm những điều mà các bạn ao ước. Nhìn qua thấy Easton và nói rằng Easton sẽ không bao giờ cầu nguyện và học lời của Chúa nếu Easton không thấy cha của nó là Sam cầu nguyện học lời của Chúa, làm gương trước mắt nó thấy. Và nguyên tắc này áp dụng cho tất cả. Cho nên những người cha, những người chủ gia đình không có đường tắt. Cái người cơ đốc nhân đầu tiên mà con cái của anh chị em có thể tiếp xúc được và được ảnh hưởng là chúng ta. Một vụ của Nhi Động cho chúng ta một cái sự thật rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Chứng ân Carol đã chiếu lên màn hình cho các phụ huynh. Tôi sang bên đó, tôi ngồi và tôi thấy cảm ơn Chúa kích lại. Anh chẳng biết trung bình con gái của chúng ta chỉ có 2 giờ một tuần ở dưới sự giúp đỡ của giáo viên trường chủ nhật. 2 tiếng đồng hồ trong tuần. Ở tại trường chúng nó cũng có một cái thời gian giới hạn. Thời gian nhiều nhất là con gái ở nhà với chúng ta. Thế này có một kế hoạch hẳn hồi để chúng ta có thể giúp đỡ cho con cái chúng ta. Có những thứ bị cần thiết và có một mục tiêu rõ ràng để chúng tôi luyện tập để trở nên người như vậy. Có sự việc xảy ra sau ngày Chủ nhật kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Thánh. Hôm đó, xin lỗi, ngày hôm sau mới là đúng ngày, thì con cái của chúng tôi đến nhà chúng tôi ăn tối. Chúng nó làm một cái điều, nó rằng hôm nay mới chính thức là ngày sinh nhật của VBC Houston, cho nên mua cái bánh. Và tình cờ thì cả hai vợ chồng của chúng tôi ngày hôm đó cũng mặc cái áo mới, cái áo thun mà để 40 năm cùng với lại bằng mục đích của Hội Thánh, yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích để cùng nhau thay đổi thế giới. Ngồi xuống, con đốt đèn lên, đốt nến lên và hát Happy Birthday to VBC. Hôm đó nhà tôi không có khỏe ở trong người, sợ lây bệnh ho cho con cháu. Cho nên tôi làm một cái công việc, tất cả đều ngạc nhiên. Tôi chỉ lấy tay tôi vỗ một cái, 4 cái đèn, 4 cái nến nó tắt. Cháu ơi, vẫn còn nội công giống như vậy à? Tôi nói giống như mình đạp xe đạp với con, học đạp xe đạp. Đã biết chạy một lần rồi không bao giờ quên. Thì trước đây khi tôi đi học võ thuật, khi vào trong cái môn chuyên môn để nghiên cứu là nhất chỉ thiền công, thì chúng tôi đã được thầy dạy cho cái trách nhiệm là thắp cái nến lên và chỉ như thế nào để ngọn nến bắt đầu nó lung linh. Và cái thành công là khi mình chỉ một cái thì nến nó tắt. Nó do tập luyện công phu là như vậy nên em. Cứ tập, ban đầu mình chỉ nó không có nhúc nhích gì hết, nhưng mình có thể điều khiển để cái lượng không khí được di chuyển. Và khi tập thì chúng tôi đã tập để những cái thao nước, mình đập tay xuống nước như thế nào để nước nó bị ảnh hưởng bởi những cái di động của tay của mình. Tập luyện.
Mục tiêu của tôi không đi học. Ba mẹ của tôi thì để tôi đi học giỏi xong không còn bị mấy cái đứa bạn nó ăn hiếp, nó lấy hết tiền ăn sáng của mình, đói meo mỗi ngày. Nhưng mà tôi thì muốn trở nên một người học trò giỏi nhất. Là thật như vậy. Thầy giáo giỏi của chúng tôi đã cho chúng tôi một cái chức vụ gọi là trưởng tràng, là người tôi đứng ở phía trước, đi những đường nhỏ để các bạn ở phía sau đi theo. Và khi tôi sang Mỹ này rồi, ông sai một người đàn em trong giỏ đường đó tìm đến nhà thờ tới đây, bảo rằng thầy muốn anh mở một giỏ đường ở tại Mỹ này. Tôi trả lời là muộn rồi, bởi vì tôi đã đầu quân với Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ thì hoàn toàn lột bỏ những cái gì của Thiếu Lâm Tự, bởi vì những bài như là Phật Gia Huyền vân vân toàn là những cái danh từ, những cái tên của đồng tử Bái Quan Âm, cái gì đó. Bây giờ là người hầu việc Chúa mà muốn có ơn của Chúa, tôi cũng phải bỏ. Một ý niệm khác nữa là một ngày lỡ có một người tín đồ nào đến dỗ dai một sư xây qua thủ và chuẩn bị tấn công thì nó kỳ lắm. Cho nên là phải cầu nguyện là Chúa, xin Chúa giúp đỡ để con quên hết tất cả điều đó. Mặc dù những ngày đầu là chúng tôi tập rất kỹ lắm, bởi vì nó là một cái luyện tập từ nhỏ. Để có thể có một cái cú đá chết người, phải đứng trung bình tấn như thế nào để khi mà mình tung cái cú đá đó ra, nó phải mạnh đến như vậy. Để mình có thể đứng vững khi người ta tấn công mình, phải đinh tấn như thế nào, vân vân vân. Chúng tôi phải học. Mà khi té đó, thì phải té như thế nào mà không bị bể đầu. Để tập luôn. Cái đây mấy năm ở nhà của Thành với lại Yvonne, tôi đang ngồi thì cái ghế mua của IKEA đó nó nhẹ quá, nó di chuyển, tôi té bật ngửa ra. Mà cảm ơn Chúa, cái gì mình học hồi nhỏ đó nó vẫn còn. Nhớ là nhìn cái cuốn rốn của mình giống như con mèo, nó té không bao giờ nó bị chết hết, tại vì nó như vậy. Mà cảm ơn Chúa vẫn nhìn thấy cái cuốn rốn của mình té một cách rất là nặng, không có chỗ đỡ, mà Chúa cho được bình an. Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em không phải đi học giỏi, nhưng mà chúng ta phải chuyển từ chỗ cố gắng sang luyện tập. Ai trong chúng ta cũng có thể có trở nên người cầu nguyện của linh nghiệm, nhưng cố gắng không đủ mà phải luyện tập. Bắt đầu bằng đời sống của chúng ta, người cầu nguyện, lời hứa của Chúa trong sự cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện như thế nào để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhắm. Học những cái phương cách để chúng ta có thể phục vụ những người đau ốm một cách đầy kết quả, không phải năn nỉ Đức Chúa Trời làm công việc mà Ngài đã giao cho chúng ta, nhưng mà lấy thẩm quyền Chúa cho để truyền lệnh cho bệnh tật nó phải ra khỏi những thân thể mà nó đang hành động, nó đang làm việc. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Để ý đến điều này, sứ đồ Phaolô nói đừng đánh mất lẽ thật này. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 26 đến 27 rồi chúng ta kết thúc. Cũng vậy, tôi chạy chẳng phải là chạy không mục đích, tôi đánh không phải là đánh vào không khí. Ông nói rằng mỗi bước ông chạy đều có mục đích hết. Ở đây cũng phải là lối sống của chúng ta. Bao nhiêu năm rồi bạn đã phí phạm? Đáng lý ra là những người đã ăn đồ ăn cứng lâu rồi, là những người đã đứng lên phục vụ lâu rồi, bây giờ mỗi ngày Chủ nhật cũng vẫn còn cái kiểu giống như mấy mươi năm về trước. Lái xe đến nhà thờ, ôi khát sữa quá, khát sữa đó. Vô mục sư Khánh phát cho mỗi người một bình, tu xong rồi đi về, chờ đến tuần sau chờ một bình nữa. Vì như vậy mà đời sống thuộc linh không tăng trưởng. Anh chị em, thuộc thể mình ăn mỗi ngày, có người ăn đến 3 buổi, mà thuộc linh một tuần mới ăn một lần. Nó ốm, nó đói, còn sống được là may mắn rồi đó. Muốn làm dũng sĩ nhưng mà mình không có nhận chất dinh dưỡng vào, mình sẽ không làm dũng sĩ được. Chẳng phải chạy không mục đích, có nghĩa là mỗi một cái bước ông chạy, ông đều có một cái mục đích của ông. Tôi đánh chẳng phải là tôi đánh vào không khí. Người dịch cái chữ này không phải là người của môn quyền anh chuyên môn. Thật ra chữ này có cái nghĩa là shadow boxing. Những người đấu quyền anh đó, họ có một cái thực tập là họ tập những cái cú đấm của họ mà đấm vào trong không khí, giống như là họ đấm vào trong cái bóng của mình đó. Cho nên mới gọi là shadow boxing. Không có đối tượng nhưng mà vẫn đấm, vẫn tập đấm. Thì sứ đồ Phaolô tại đây ông nói rằng tôi chẳng phải là đánh vào trong không khí. I'm not shadow boxing. Nó có mục tiêu rõ ràng. Cho nên bạn thân mến của tôi, hội thánh yêu dấu,
đừng chơi trò chơi đi nhà thờ nữa. Đừng chơi trò chơi cơ đốc nhân nữa. Mà chúng ta phải là những người luyện tập để trở nên những môn đồ thật của Chúa. Là những người quản lý một cách tốt đẹp, làm lợi ra các thứ ơn mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta. Chứ đừng giận một sự khánh, tôi ngày cứ tìm hiểu ân tứ, cho tôi ngồi yên đi. Không, bởi vì bạn sẽ trả lời trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu người chủ giao ta lưng cho các đầy tớ của mình đòi chúng đến để trả lời về những gì mình đã được giao trong tay. Và Chúa Giê-xu đi đến kết luận một cái điều rất là quan trọng tại đây. Khi đứa đầy tớ đem chôn một ta lưng đã được giao cho nó đó, chủ gọi đến và phán một câu là hỡi đầy tớ gian ác kia. Tôi không muốn ai đó là tín hữu của VBC Houston đã từng nghe tôi giảng dài, gặp Đức Chúa Giêsu và bị Chúa mắng một câu đầy tớ gian ác, Chúa đuổi ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Và tôi muốn tất cả chúng ta, với thấy cả tâm huyết chúng tôi giảng dài, huấn luyện anh chị em, để tất cả chúng ta, tôi cũng như tất cả anh chị em đều đứng ở trước mặt Chúa. Và Chúa mỉm cười và Chúa nói rằng, hãy đầy tớ nghe lành và trung tín, được lắm. Hãy đến cùng hưởng phước với Chúa người. Hãy đến cùng hưởng phước hạnh với ta. Thì Chúa Giêsu là người đã quản lý các thứ ơn của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp. Ngài là nhà truyền giáo, Ngài là đấng cầu thai. Ngài được phần thưởng mà Chúa Cha ban cho, và Ngài gọi chúng ta đến trong ngày đó, hãy đến cùng hưởng phước với Chúa. Và chúng ta là môn đồ thật của Ngài. Môn đồ thật của Chúa không phải là những con người cố gắng, nhưng mà những con người có sự rèn tập. Để chăm hiểu cái tư duy này, cho nên hãy dừng, chấm dứt những cố gắng. Cố gắng đòi hỏi một sự hy sinh rất nhỏ, nhưng mà luyện tập đòi hỏi chúng ta luôn cả những giây phút khó khăn, chúng ta làm những công việc là bởi vì sự kêu gọi và mục tiêu của đời sống của chúng ta. Cố gắng chuyện gì khó khăn nhỏ nhỏ chúng ta cũng sẽ bỏ. Những người luyện tập, chúng ta thấy sự khác biệt. Càng khó chúng ta càng tấn tới. Bởi vì cố gắng là chúng ta hy vọng mình sẽ trở nên tốt hơn. Người luyện tập là người làm cho những việc tốt ở trong đời sống chúng ta trở nên trọn vẹn. Amen. Hai hướng rất là rõ ràng. Bây giờ để chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Không cố gắng để có một hôn nhân tốt hơn. Và tin rằng hôn nhân của chúng ta sẽ là tuyệt vời vì chúng ta đang luyện tập để trở nên những người vợ, người chồng tuyệt vời. Dành thời giờ luyện tập. Nếu bây giờ chồng nói gà, vợ nghe vịt, thì chúng ta phải luyện tập như thế nào để chúng ta nói mà cả hai đều có thể cảm thông. Vì trong sự truyền thông, trách nhiệm 50% thuộc về người nói và 50% còn lại thuộc về người nghe. Mình nói mà người ta nghe không được là lỗi của mình. Người ta nói mà mình lại không nhận thì cũng lỗi của mình. Cho nên phải trao dồi như thế nào để mình nói mà cả hai đều có thể nghe. Luyện tập như thế nào để hôn nhân của mình vẫn bền vững, tình yêu của mình thì nhiều mặt cứ được tươi mới trong ơn của Chúa, từ lãng mạn đến tình yêu an ninh lệ thuộc vào nhau. Cho đến tình yêu bằng hữu, tình yêu vô điều kiện và tình yêu chăn gối người vợ chồng, tất cả đều phải được phát triển một cách đều đặn tròn trịa. Đừng chỉ tập trung vào tình yêu chăn gối mà thôi, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Các anh, nếu đeo đuổi vợ của mình chỉ có chừng đó, thì nhớ một điều: đối với đàn ông không có chăn gối không có tình yêu, đối với người đàn bà không tình yêu không chăn gối. Thật ra mình rượt tới sáng nàng vẫn không đáp ứng. Luyện tập để có thể vợ chồng có thể trò chuyện với nhau, giải quyết những cái bất hòa, để mình lại có thể cảm thấy lãng mạn tình yêu của mình lần tươi mới ở trong phước hạnh của Chúa. Không cố gắng làm cha mẹ tốt hơn. Cha mẹ tin kính Chúa, nhưng mà luyện tập để trở nên những người cha, người mẹ tin kính Chúa, được ơn trước mặt Ngài để hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa.
Trước nhất chúng ta phải biết đường lối của Chúa. Nguyên tắc của lãnh đạo người ta nói như thế này: chúng ta không dắt được ai đi đến cái nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến. Phải không? Lên xe đi, rồi đi đâu cũng không biết, mình cứ lên đi. Có nhiều người nói với gia đình của mình như vậy: lên xe đi, hỏi chứ đi đâu nó cũng không biết nữa, Chúa hướng dẫn. Phải có mục tiêu rõ ràng, phải có mục đích. Cảm ơn Chúa. Muốn làm sứ giả phục hưng, hãy luyện tập để chúng ta có thể làm người rao giảng lời của Chúa. Muốn trở nên một đời sống kinh nghiệm được kết quả trong chức vụ chữa lành, hãy luyện tập, chịu huấn luyện để có thể có kết quả trong ơn của Chúa. Muốn rao giảng lời của Chúa, thấy nhiều người được cứu, được giúp đỡ, đời sống được thay đổi, thì hãy luyện tập để mình có thể chia sẻ lời của Chúa. Ông sư Don McDaniel chia sẻ với chúng ta ông luyện tập bằng cách nào, chị em có biết không? Ông đi ra bờ hồ, ông giảng cho mấy con vịt. Chuyện này là chuyện thật đó. Những người nghe ông giảng trong thời gian đầu tiên của ông là những con vịt ở bờ hồ. Ngày hôm nay Chúa sử dụng ông là nhà truyền giáo lỗi lạc nhất của nước New Zealand. Cảm ơn Chúa. Một gia đình kiểu mẫu, hãy sống làm người cha người mẹ kiểu mẫu. Luyện tập để mình trở nên người như vậy. Một hôn nhân tuyệt vời, hãy luyện tập để trở nên người chồng người vợ tuyệt vời. Dựa trên con người bạn muốn trở thành, câu hỏi là bạn sẽ tập luyện như thế nào. Kỳ học đó thì có một cái điều gọi là linh đai, cái dây đai của người võ sinh, bắt đầu là đai trắng sang đai xanh, rồi đai nâu, và cuối cùng là đai đen. Cái đai khó nhất để lên là đai trắng, thì người ta bỏ cuộc, chỉ cố gắng mà thôi. Nhưng mà từ đai trắng cho đến đai đen là liên tục luyện tập. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ kết quả trong ơn của Chúa. Chúng ta sẽ trở nên những người Chúa có thể sử dụng khi chúng ta thật sự thay đổi. Không phải chỉ ước mơ cố gắng, nhưng mà là chú tâm luyện tập. Chạy để duyệt giải chứ không phải chạy cho có chạy. Nếu chị em đi nhà thờ cho có đi nhà thờ, theo Chúa chỉ như có Chúa, có thể để theo Chúa, nhưng mà anh chị em yêu nhau, những điều đó sẽ không giúp đỡ cho chúng ta. Đổi tư duy của mình kể từ ngày hôm nay, luyện tập. Bắt đầu bằng những thiết bị cần thiết, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho anh chị em. Muốn có một đời sống cầu nguyện linh nghiệm, bắt đầu bằng có một cuốn kinh thánh. Vào các clip YouTube mà chúng tôi đã hết lòng huấn luyện cho hầu thánh của Chúa, một cái tài nguyên, một cái kho tàng rất lớn, hãy sử dụng nó. Anh em của chúng ta nhiều nơi đã sử dụng để biết cách để chúng ta có thể trở nên những chiến sĩ cầu nguyện. Nhiều chức vụ tại Việt Nam, người ta làm một cái công việc mà tôi cũng khuyến khích anh chị em là sử dụng tối đa các tài nguyên này. Luôn luôn các bài giảng chúng tôi có cái dàn bài cặp theo, và chúng tôi giảng thường là giảng một cái chủ đề. Để tại Việt Nam có nhiều đầy tớ của Chúa, họ đã làm công việc là tải những bài giảng xuống và tải những dàn bài để sử dụng nó huấn luyện cho chính mình và huấn luyện lại cho hội thánh. Người ta đã được lợi ích tối đa. Như tuần rồi, hãy bỏ hết mọi điều gian ác còn lại trong anh em, lấy lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn. Tín hữu của VBC Houston, anh chị em đã được chúng tôi trồng lời của Chúa rất nhiều. Có người còn thăng phiền một sự trồng nhiều quá, ớn quá một sự ấy. Ăn nhiều quá thiếu điều như muốn bội thực. Thật ra tại vì chúng ta không lấy lòng nhu mì để đón nhận lời của Chúa. Cho nên gieo bao nhiêu vào thì như nước đổ đầu vịt, nó tụt hết. Nhưng khi chúng ta lấy lòng nhu mì đón nhận, chúng ta sẽ được phước của Chúa. Amen anh chị em. Theo như sự kêu gọi của Chúa, theo như khải tượng mà Chúa cho, anh chị em sẽ luyện tập những điều gì? Trước khi chúng ta rời nhà thờ ngày hôm nay, đừng ra về cho đến khi chúng ta có một kế hoạch luyện tập. Muốn có một đời sống cầu nguyện linh nghiệm hơn, muốn có một hôn nhân hạnh phúc,
muốn có một gia đình kiểu mẫu. Vì gia đình gặp sự tấn công lớn của thế giới đen. Cái thế lực mà 35 năm về trước họ đã lên một cái kế hoạch để tiêu diệt cho bằng được gia đình ở tại các nước Tây Phương này. Bắt đầu bằng việc đánh hạ giá trị của người chủ gia đình. Nó cho những cuốn phim hoặc họa, những cái show để cho thấy rằng người cha, người chủ gia đình là một cái người rất ngu. Không có cái gì để có thể làm ích lợi cho gia đình của mình hết. Những cái bụng phì, uống bia, ngồi ở trên ghế, lazy chair ở nhà của mình đó. Và nó tấn công vào trong cái vị trí đó. Cho gia đình là điều không thể chấp nhận được. Hôm qua chúng tôi ghé thăm một cái văn phòng. Ở trong cái hồ sơ lý lịch họ đặt cái câu hỏi: bạn là giới tính gì? Nam nữ không có giới tính. Giới tính không muốn tiết lộ. Rồi câu hỏi kế tiếp là: bạn muốn chúng tôi gọi bạn là gì, he or she? Trong khi câu ở trên nó hỏi gì chứ nam hay nữ rồi. Nó muốn phá gia đình từ cái gốc rễ đó anh chị. Cha mẹ không còn ở trong giấy khai sinh nữa, nhưng mà có những nỗ lực đang đề nghị đổi cái tờ giấy khai sinh ở tại Mỹ này. Tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang cầm cự còn lại. Bởi vì người ta không còn gọi là cha mẹ nữa, nhưng mà phụ huynh thứ nhất và phụ huynh thứ hai. Gia đình của chúng ta bị tấn công như vậy, con cái của chúng ta đang bị thế giới tối tăm nhồi nhét trong đầu của nó về giới tính. Chúng ta thì cứ làm ngơ. Tôi cố gắng làm người chủ gia đình tốt hơn. Tôi cố gắng. Anh chị em, đã đến lúc chúng ta luyện tập. Đặt mục tiêu, chúng ta chạy thì phải đoạt giải. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Chơi xin làm điều mà chúng con ao ước. Xin mở con mắt của anh chị em chúng con mắt của tâm lòng, để chúng con thấy những điều Chúa muốn chúng con trở nên. Những con người mà Chúa ngài đang tìm thấy để làm sứ giả phục hưng, để làm những con người ảnh hưởng, để làm những người cha, người mẹ ảnh hưởng trên con cái, những cơ đốc nhân ảnh hưởng cho gia đình, gia tộc của mình và dân tộc của mình. Xin mở mắt chúng con. Tôi xin giúp đỡ Chúa Giáo để tâm trí của chúng con được đổi mới, để chúng con chấm dứt những ngày chúng con ngồi ước mơ và cố gắng, hy vọng. Những con sẽ trở nên những người dụng tâm luyện tập, chạy để đoạt giải. Để chúng con luyện tập đời sống tin kính Chúa ở trong ơn của Ngài, để chúng con sẽ thấy cuộc đời của chúng con đầy kết quả, đầy ảnh hưởng ở trên xã hội, trên đất nước của chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục làm việc. Đừng để ai trong anh em của con rời nhà thờ hôm nay mà không có mục tiêu để luyện tập. Nhưng cho tất cả chúng con ra về có mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị những thiết bị và có một kế hoạch để chúng con luyện tập, để trở nên con người mà Chúa đang bày tỏ cho chúng con cảm ơn Ngài. Lời khen Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cho một cộng đồng đã được lời tiên tri, sự phục hưng sẽ đến trên thành phố Houston mà bắt đầu từ những người Việt Nam. Anh chị em yêu dấu của tôi, hãy rèn luyện để trở nên những con người đó, những sứ giả phụ huynh, những con người đem ơn của Chúa rải khắp trên thành phố này. Chúa ban phước và sẽ gặp lại anh chị em trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nán lại để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội thánh, chúng ta cùng gặp nhau dưới chân Chúa và gặp nhau trong những giờ chúng ta học hỏi lời Chúa trong các buổi nhóm kế tiếp trong ơn của Ngài. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.